Tôi thường rất thích nhắc lại những trò chơi tuổi thơ của mình. Hôm nay, trong tay tôi có một cây súng trò chơi của trẻ em với mức giá vỏn vẹn chỉ có 2.000 đồng. Để xem tôi có được những gì nào. Đầu tiên, tôi sẽ có những viên kẹo hai màu để tôi thưởng thức. Tiếp đến, tôi sẽ có một hình nộm. Lúc này, tôi sẽ dùng sức tay của mình để lấy nó ra và để một góc nào đó. Tiếp đến, tôi thấy được một cây đạn. Và cây đạn này là cây đạn hít. Tôi sẽ hít xuống đất. Tôi tiếp tục lấy những hình nộm của những cây súng khác, cùng đặt chúng vào một vị trí để tôi có thể phân biệt và lựa chọn trước khi chơi trò chơi của mình. Sau khi hoàn tất những hình nộm, cũng là lúc những cây đạn hít sẽ được nối tiếp với nhau. Tôi tiếp tục làm như vậy cho đến cây cuối cùng. Lúc này tôi đã có đủ hành trang để có thể chơi trò chơi của mình. Tuy nhiên, tôi thấy trước mặt tôi chỉ là một cây súng. Tôi tiếp tục lấy những cây súng tiếp theo ra và lần lượt đặt chúng vào vị trí thích hợp. Sau khi đã đặt xong, tôi lướt qua chúng một lần nữa trước khi bắt đầu trò chơi của mình. Và bây giờ, tôi sẽ bắt đầu chơi. Tôi dùng bàn tay phải của mình đưa đầu đạn hít vào trong nòng súng. Sau khi đã hoàn tất và đầu đạn đã dính vào nòng, tôi bắt đầu giương cung và tiếp tục với những cây tiếp theo. Lúc này, tôi đã có 5 cây súng đã được lên đạn sẵn. Tôi cầm cây súng đầu tiên lên và bắt đầu bóp cò. Như vậy là tôi đã chơi xong cây đầu tiên. Tôi tiếp tục với những cây còn lại. Bắt đầu bằng cây thứ 2, cây thứ 3, cây thứ 4 và cây thứ 5. Do chưa có kinh nghiệm, vì vậy tôi bắn hụt rất nhiều lần. Tôi cần phải thực hành nhiều hơn trước khi bắt đầu bắn vào hình nộm. Để có thể bắn trúng hình nộm, đòi hỏi cần phải có nhiều sự chuyên nghiệp. Và ngay lúc này, tôi đã thấy được sự chuyên nghiệp của mình. Tôi nhanh tay đặt những hình nộm ở phía trước mặt, sao cho đủ 5 con. Lúc này trước mặt tôi là những tâm điểm, là những hình nộm để tôi có thể giương tay và bắn vào chúng. Trước tiên tôi sẽ thử vào cây đầu tiên, và như vậy tôi đã hạ được chúng. Tuy nhiên, những hình nộm khác vẫn còn đang đứng sừng sững. Tôi vẫn tiếp tục hạ tên hình nộm thứ hai, và ngay bây giờ là tên hình nộm thứ ba. Và như vậy, một mũi tên có thể túng được cả hai hình nộm. Lúc này tôi đã thấy được sự chuyên nghiệp của mình. Tôi bắt đầu nâng level lên để tăng thêm độ khó. 5 hình nộm sẽ đứng gần vào nhau, và tôi sẽ dùng súng để hạ 5 hình nộm này. Như vậy, chỉ cần một cây súng tôi có thể hạ đứt được 3 hình nộm. Và tiếp tục tôi sẽ dùng cây súng thứ 2 để hạ hình nộm, và cây súng thứ 3 để hạ hình nộm cuối cùng. Vậy là tôi chỉ cần sử dụng 3 cây súng đã có thể hạ được hết 5 hình nộm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại. Chỉ còn 2 hình nộm hai bên. Các bạn có thấy chỉ cần một phát súng là có thể hạ gục được hình nộm. Và đây là khoảnh khắc tua chậm. Đến đây, tôi vẫn chưa thấy chơi đủ. Tôi tiếp tục nâng cấp level lên ở một mức độ cao hơn. Tôi sử dụng những chiếc ống đựng kẹo rỗng lúc nãy để nâng hình nộm của mình lên. Và bây giờ, 4 hình nộm của tôi đã vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu. Cây súng đầu tiên, tôi không thể làm khó được hình nộm. Và phát thứ hai đã hạ gục được hình nộm. Tiếp tục là phát thứ 3, hình nộm thứ 3 đã bị rơi xuống đất. Và tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng xem tiếp phần 2.